chân đâu mà tao nhìn tao còn thấy bức xúc nữa chứ đừng nói. Bức xúc cái gì? Dịch Covid-19 đang vô cùng nóng bỏng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao, người phụ nữ trong video này vẫn khẳng định là không hề có dịch và phản ứng rất dữ dội khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5, một người phụ nữ 33 tuổi, địa chỉ tại quận 4, dẫn theo con gái đi vào cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản, phường 13 quận 4. Lúc này, nhân viên cửa hàng phát hiện người này không đeo khẩu trang nên đã nhắc nhở nhưng bị người phụ nữ này phản ứng rất gay gắt. Thấy người phụ nữ này không chấp hành phòng chống dịch mà vẫn còn lớn tiếng, nhân viên đã gọi báo lực lượng chức năng. Đến 0 giờ ngày 1 tháng 6, khi công an phường 13 quận 4 xuống vận động, nhắc nhở người này chấp hành và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, thì người phụ nữ này tiếp tục lớn tiếng la lối và bất hợp tác. Tại nơi xảy ra vụ việc, người này còn lớn tiếng với lực lượng công an và khẳng định 100% không có dịch bệnh gì ở Việt Nam và nhất định không tuân thủ. Sao chưa biết có dịch? Cả nước chống dịch hết mà nói không dịch. Trước thái độ bất hợp tác của người phụ nữ này, công an phường 13 đã đưa người này về trụ sở phường để xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, Ủy ban nhân dân phường 13 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế với mức phạt 2 triệu đồng. Ngoài ra, người này còn bị xử phạt hành vi gây rối trật tự công cộng và không xuất trình giấy tờ tùy thân với mức phạt 350.000 đồng. Người phụ nữ sau đó đã chấp hành quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân phường 13. Gia đình của người này ngay sau đó cũng đã đến bảo lãnh người này về nhà và cho biết người này có biểu hiện căng thẳng. Trước đó, Ủy ban nhân dân phường 13 quận 4 cho biết cũng đã xử phạt 41 trường hợp không đeo khẩu trang trên địa bàn phường.